Hello, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã đến với cái video tiếp theo của mình. Sẽ tiếp tục lại cái chuyên mục đó chính là nấu ăn cho hamster nha các bạn. Đó, một cái chuyên mục mà nói chung là khá là lâu rồi mình không có làm vì cái chuyên mục này. Đó. Và hôm nay mình sẽ làm một cái món ăn đó chính là một món sushi nha. Đó, sushi hay là kim bắp gì nè. Đấy, nói chung là vậy. Đây là một cái miếng rong biển. Đó, mình mua một bịch rong biển như thế. Thì một tí nữa mình sẽ làm cuộn như thế này. Đấy, nó giống giống cái hình này nha. Đấy, hơi giống giống cái hình này. Và mình sẽ làm phiên bản cho hamster nha. Đó là một cái loại nhỏ thôi. Đó, một cuộn nhỏ thôi. Và cho mấy con chuột mình ăn thử xem nó như thế nào nha các bạn. Thì một miếng rong biển như thế thì một bịch như thế nó khoảng là 30 mấy ngàn các bạn. Đấy, khá là chát luôn á. Một bịch như thế. Thì trong này thì nó sẽ có nhiều miếng nha. Một tí mình sẽ khui ra cho các bạn xem. Rồi, rong biển để một tí nữa mình cuộn nè. Cái này thì mình sẽ chuẩn bị một con dao để mà mình cắt dưa leo nè. Đó, có dưa leo nha. Đó, có dưa leo. Rồi xúc xích. Đây, một cây xúc xích. Xúc xích bình thường thôi. Rồi, thì một tí nữa mình sẽ lấy và cắt nhỏ ra. Và cơm. Cơm này thì mình sẽ lấy cơm khô khô một tí nha. Để mà cuộn nó sẽ dễ hơn. Rồi, và bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nha các bạn. Và nếu như mà các bạn thích những video như thế này thì đừng quên để lại cho mình một like cũng như là một subscribe để mình có thêm nhiều động lực để làm ra nhiều video cho các bạn xem nha. Rồi, và bây giờ mình sẽ bắt đầu thực hiện video này nha. Ok các bạn, thì cuối cùng thì mình đã gọi là cắt ra xong rồi nè. Đấy, mình đã cắt ra nhỏ nhỏ hết rồi nha. Thì ở đây sẽ có xúc xích. Cái này mình làm nhiều như thế là không phải để con chuột ăn không nha các bạn. Mình sẽ làm dư như thế để một tí nữa mình cuốn vài cuốn và mình sẽ ăn nha. Đấy, món này mình thấy là khá là ngon á. Rồi, thì đây là xúc xích. Rồi, xúc xích thì những cái cọng nhỏ như thế nè các bạn. Đó, thì mình sẽ làm những cái cuộn cho mấy con chuột nha. Còn những cái miếng lớn như thế thì một tí nữa mình sẽ để làm mình ăn. Đấy, dưa leo, dưa chuột cũng như thế nè. Đó. Đây, những cái miếng nhỏ làm những cái cuộn nhỏ cho mấy con chuột nó cầm được nha các bạn. Ok. Rồi, và đây hồi nãy mình quên nói với các bạn là mình chiên thêm một cái trứng. Đó, và mình cắt sợi ra như thế này. Đấy. Một cái trứng mình này mình lấy trứng vịt mình chiên các bạn. Đó, chiên lạc nha. Chiên không có để gia vị gì hết. Đó, thì cắt sợi ra thì nó sẽ được như thế này. Rồi, còn đây cơm thì nãy mình nói rồi. Cơm này mình sẽ lấy cơm nó gọi là khô khô một tí nha. Để mình cuốn nó sẽ dễ hơn. Đó, nó không có bị gọi là chèm nhẹp. Đấy, với lại lúc mà mình cắt ra từng cuộn nó sẽ đẹp hơn. Rồi, ở đây là rong biển. Đó, rong biển. Đây là rong biển miếng nha các bạn. Đấy, rong biển miếng như thế này. Nãy mình tưởng đâu nó ít lắm. Thì trong này thì nó có khoảng là đấy, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, khoảng 9 miếng các bạn. Khoảng 9 miếng, 10 miếng trong một cái bịch như thế này. Đấy, bây giờ mình sẽ lấy một miếng ra cho các bạn xem nha. Đây, rong biển 100% là rong biển nha các bạn. Đó. Thì một bịch như thế là khoảng 30 mấy ngàn á. Đấy. Thì nó sẽ có hai mặt, một mặt trơn như thế này. À, cái trong này thì nó tới hai miếng lận. Đấy, một mặt trơn như thế này. Và một mặt thì nó hơi sần sần như thế. Đấy, hình như là mình phải cuốn cái mặt ở bên trong này các bạn. Đó. Cuốn để cơm, gia vị đồ bên trong này. Còn ngoài thì mình để cho nó sần sần như thế. Rồi, và bây giờ mình sẽ bắt đầu nha. Mình cái miếng này thì mình sẽ cắt nhỏ nha các bạn. Để mà làm những cuộn sushi cho mấy con chuột nha. Còn nếu như một cuộn lớn như thế thì mình sẽ làm những cái cuộn một tí mình để ăn nha. Rồi, và bây giờ mình sẽ bắt đầu thực hiện video này nha. Và nếu như mà các bạn thấy thích thì đừng quên để lại cho mình một like cũng như là một subscribe nha.
Ok, và sau một thời gian thì cuối cùng mình cũng đã hoàn thành xong một cái dĩa sushi. Nói đại sushi thì các bạn, một dĩa sushi cho mấy con chuột của mình nha. Đấy, các bạn thấy ok không? Cái này mình gói đại nha, đấy, chứ mình không có gọi là chuyên nghiệp, nên mình gói nó sẽ không có được chặt và đẹp lắm. Đấy, nói chung thì nó cũng ra hình chứ bộ, đúng không? Rồi, thì bây giờ mình sẽ lấy một miếng nhỏ như thế mình cho các bạn xem nha. Đây, ở bên trong thì nó có rau, nó có dưa leo, đó, xúc xích với lại trứng nè, đấy. Còn với lại cơm nữa, đấy, cơm mình để ở ngoài như thế. Rồi, rồi bây giờ mình sẽ cho mấy con chuột mình ăn thử xem nó ăn được không nha các bạn. Trong này thì có xúc xích đồ, mình nghĩ con chuột nó sẽ rất là thích. Rồi và mình cho mấy con chuột mình ăn thử các bạn. Thì mình thấy con sóc nè, đấy, với lại con bia rồi đó thì nó không biết ăn nha các bạn. Đó, nó chỉ liếm liếm một tí thôi và nó sẽ bỏ như thế này. Đấy, nó không có ăn nha. Đây, con bằng chanh nhỏ trên này thì nó cũng vậy nè. Đấy, nó bỏ miếng sushi dưới luôn. Rồi, chỉ có hai con bằng chanh đực ở dưới này thì nó ăn thôi nha các bạn. Đấy, chỉ có hai con này nè, nó biết ăn thôi. Đó, nó đang ăn luôn các bạn. Đấy, một miếng như thế thì khá là lớn đối với nó. Con bia thì nó để nó đây nó chân luôn rồi các bạn, không biết một tí nó ăn hay là không. Thì nói chung là mình nghĩ là chắc là nó nghe cái mùi rong biển các bạn, với lại nó thấy màu đen đen á, nó sợ nó không dám ăn. Đó. Còn cái xúc xích đồ thì mình nghĩ nó ăn bình thường, cơm đồ nó ăn bình thường. Còn rong biển mình nghe cái mình sợ là nó nghe cái mùi á nó không có quen, cho nên là nó không có ăn nha. Rồi, và nói chung là video này nó hơi thất bại một tí, đấy nó không thành công một tí, con chuột của nó không có biết ăn. Rồi, và video của mình đến đây cũng sẽ kết thúc nha. Và nếu như mà các bạn thấy hay, đừng quên để lại cho mình một like cũng như là một subscribe để ủng hộ mình nha. Và các bạn muốn mình làm thêm nhiều video về như thế nữa thì các bạn có thể bình luận phía dưới để mình có thêm động lực làm video gì nữa cho các bạn xem nha. Rồi, và xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye.